Tập 41. Thể có trưởng giúp mau, đi theo ta. Công tử, đi theo ta. Thái Nguyệt, đây là mật đạo tẩu thoát của Nguyệt Thần Cung. Trước đây bị Kim Tiền Bang tập kích, tổn thất rất nghiêm trọng. Sau đó liền sửa lại mật đạo này, phòng lúc cấp bách. Làm sao đây? Có cần theo vào không? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Đuổi theo. Vâng. Rất có thể là Lao Sơn Tứ Đạo lại đuổi theo rồi. Thiện Nhi, con và Thái Nguyệt Khả Khả rời khỏi đây trước. Ta và Thiết Gia Gia con sẽ nghĩ cách chặn họ. Vậy hai người yên tâm, bọn ta sẽ tự thoát hiểm được. Cuối cùng chúng ta gặp nhau ở Nguyệt Thần Cung. Được, nhất định phải cẩn thận. Các con cũng cẩn thận đấy. Đi. Đi thôi. Cẩn thận. Con đường này đã bị ta chặn rồi. Bây giờ các người nhốt ta ở đây đồng nghĩa với việc tự nhốt các người chết ở đây. Tiền bối, chúng ta trao đổi đi. Ông cho chúng tôi rời khỏi đây. Nguyệt Thần Cung hứa cho ông bao nhiêu lợi ích, ta ra gấp đôi. Tiểu tử thối nói năng ngông cuồng. Nguyệt Thần Cung muốn giao một nửa báu vật cho ta. Người cho nổi không? Tiền bối, ông bị thánh chủ của Nguyệt Thần Cung lừa rồi. Khó khăn lắm ông ta mới lấy được. Ông bảo ông ta sẽ chia cho ông một nửa. Bây giờ ông ta đã triệu tập tất cả nhân sĩ võ lâm trong thiên hạ. Ông ta hứa với mỗi người thần phục ông ta, giống như hứa với ông. Ông tưởng tượng xem, đến tay ông thì còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, với thân thủ tốt như ông, sao lại cam tâm thần phục ông ta? Thần phục hắn? Ta chỉ nhắm vào kho báu trong tay hắn mà thôi. Vị tiền bối này, Nguyệt Thần Cung còn có một câu cho các phái võ lâm. Tiền bối không biết chứ? Câu gì? Kẻ không thần phục, giết. Giang hồ các phái cao thủ như mây, không phải Nguyệt Thần Cung hắn muốn giết ai là giết được. Nguyệt Thần Cung sát thủ vô số, muốn giải quyết những người đó không phải là chuyện lớn. Người là ai? Ta chính là tiền cung chủ của Nguyệt Thần Cung, Tiết Thái Nguyệt. Tiết Thái Nguyệt ư? Lẽ nào cha ngươi không nói cho người biết cuộc trao đổi của ta và hắn? Ông đang nói gì? Cha ta? Không phải cha ta đã chết rồi sao? Chết ư?
Bây giờ hắn đang ngồi ở Nguyệt Thần Cung đấy. Năm đó nếu không phải ta sơ ý, kho báu của Long Thị nhất tộc ta sao có thể rơi vào tay Thượng Quan Kim Hồng được? Hại đại ca ta và cháu nhỏ của ta khi đó chạy đến Xiêm La tránh nạn. Tiền bối, ông nói ông họ Long. Xem ra ta thật sự bị nhốt lâu quá rồi. Tiểu bối các ngươi đến Liên Đao Khủng Long vô cực cũng không biết. Vậy cháu ông tên là Long Giật, phải không? Sao? Ngươi quen cháu ta ư? Vô Thương, mau đeo cái này lên, bên trên có độc đấy. Mời. Mời. Thất kính. Người canh giữ nhiều quá, muốn trà trộn vào không dễ đâu. Xem ra Nguyệt Thần Cung đã làm xong kế sách vẹn toàn. Xem ra trước vị minh chủ võ lâm này ông ta nắm chắc chắn rồi. Vinh hạnh, vinh hạnh, hiếm khi gặp nhau. Thật vinh hạnh. Thánh chủ đến. Độc Long Bang cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ. Lao Sơn phái cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ. Quỳ Đào Các cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ. Thiên Long Môn cung nghênh thánh chủ, Liễu Diệp Môn cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ. Đứng dậy hết đi, tạ ơn thánh chủ. Cảm ơn các vị võ lâm đồng đạo đến Nguyệt Thần Cung ta. Ta từng nói, chỉ cần cam tâm thần phục Nguyệt Thần Cung ta, Nguyệt Thần Cung ta ắt có món quà tốt để tặng. Dây Độc Long mất tích bao năm của Độc Long Bang ta cũng ở đây. Đây là phi tiêu Liễu Diệp của Liễu Diệp Môn ta cũng ở đây. Vô Vọng Phất Trần của Lao Sơn phái ta cũng ở đây. Hồ Nguyên Kiếm của Thiên Long Môn ta. Những thứ này đều là báu vật trấn phái của các phái, là kim tiền bang năm đó vơ vét từ các phái mà có. Thượng Quan Kim Hồng rõ ràng là muốn thu hết minh khí trong thiên hạ về kim tiền bang. Ngụ ý của nó đương nhiên không nói ai cũng biết. Nghĩ ắt là trong lòng các vị ở đây cũng rõ vô cùng. Nhưng Nguyệt Thần Cung ta không muốn bá chiếm thần binh lợi khí của các phái, mà hy vọng mọi người phát huy điểm mạnh của các phái cùng bảo vệ Nguyệt Thần Cung ta. Mọi người thấy thế nào? Người cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Năm đó cử người giết hết cùng bang môn ta chính là Nguyệt Thần Cung ngươi. Bây giờ lại đến làm người tốt gì đó ư? Cùng bang môn ta tuy sức yếu, nhưng chỉ cần có một khẩu khí cũng phải nói với ngươi đến cùng.
Còn ai không phục nữa? Thánh chủ công phu thâm độc. Thánh chủ chỉ muốn để võ lâm các phái quy thuận Nguyệt Thần Cung, nhưng thánh chủ lại không dám lộ diện mặt thật, có phần không hay lắm. Mặt thật của thánh chủ cũng là thứ mà bọn vô danh tiểu tốt các ngươi không được thấy. Ngô Trung Thương Vương ta ở giang hồ thành danh hơn 20 năm nay, hôm nay ở Nguyệt Thần Cung lại bị coi là vô danh tiểu tốt ư? Chẳng phải là chuyện nực cười sao? Ngô Trung Thương Vương đích thị chỉ là vô danh tiểu tốt. Thánh chủ, không nên nói vậy. Dù cho Ngô Trung Thương Vương không đủ để nhắc đến, nhưng lời ngài ấy nói cũng là tiếng lòng của các phái bọn ta, phải không chư vị? Nếu đã muốn bọn ta quy thuận, cũng phải để bọn ta biết người quy thuận là ai. Thiên Long Môn ta có thể quy thuận, nhưng ta buộc phải biết rốt cuộc người ta quy thuận chính là ai. Cầu được thấy mặt thật của thánh chủ. Sư phụ, đây chẳng phải minh chủ võ lâm Tiết Thanh Bích hơn 20 năm trước sao? Tiết Thanh Bích sao lại xuất hiện ở đây? Chính là Tiết Thanh Bích. Thật không ngờ, ta rời khỏi giang hồ hơn 20 năm, bây giờ vẫn có người nhớ Tiết Thanh Bích ta. Xem ra hơn 20 năm qua coi như không uổng công đợi. Giang hồ đồn đại năm đó hậu nhân của tiểu Lý Phi Đao, Lý Mạn Thành thách thức minh chủ võ lâm Tiết Thanh Bích. Trận đó, Lý Mạn Thành thắng, Tiết Thanh Bích chết. Sau đó nhà của Tiết Thanh Bích bị kẻ thù truy sát giết hết cả nhà. Đến nay, chuyển nhân tiểu Lý Phi Đao Lý Mạn Thành được các phái giang hồ gọi là nhân nghĩa đại hiệp. Giang hồ tuy chưa lập minh chủ võ lâm, nhưng cũng đều tôn trọng Lý gia Lý Phi Đao. Bại trong tay Lý Mạn Thành, nhân nghĩa đại hiệp, tôn trọng Lý gia Lý Phi Đao, rõ ràng là chuyện nực cười. Được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chứng kiến bộ mặt thật của nhân nghĩa đại hiệp trong mắt các ngươi. Dẫn lên. Lý Mạn Thành, chuyển nhân của tiểu Lý Phi Đao. Lý Mạn Thành, ngươi còn nhận ra ta không? Tiết Thanh Bích, thì ra ngươi vẫn còn sống. 21 năm, dòng dã 21 năm. Lý Mạn Thành, ngươi không ngờ Tiết Thanh Bích ta vẫn sống, có phải không? Tiết đại hiệp, ngài bị nội thương lại cùng ta so tài sao? Không phải điều ngươi muốn sao? Không, không phải. Tuy ta muốn thắng ngài, nhưng ta chưa từng nghĩ dùng phương thức này. Nếu ta sớm biết ngài bị nội thương, ta tuyệt đối không so tài với ngài. Có thể chết dưới tiểu Lý Phi Đao cũng coi như chết đáng.
Năm đó ta và ngươi quyết chiến thắng bại. Ta tưởng sau khi quyết chiến có thể kết thúc mọi thứ, nhưng ta không ngờ rằng lúc ta và ngươi đối chiến, ngươi lại ngấm ngầm cử người giết hại cả nhà ta. Không ngờ thảm án diệt môn của Tiết gia năm đó lại là Lý Man Thanh làm ra. Hay cho một đại hiệp của nhân nghĩa. Tiết đại hiệp, e là ngươi có hiểu lầm gì đó. Không sai. Năm đó ta đúng là một lòng muốn thành danh, muốn vội vã chứng minh bản thân. Nhưng ta thực sự không biết lúc đó ngươi bị trọng thương. Nếu ta biết, quả nhiên sẽ không tìm ngươi so tài. Thế sao? Năm đó ngươi trước mặt anh hùng thiên hạ hạ chiến thư thách thức ta. Nếu ta vì nội thương mà từ chối không đấu, ngươi tưởng họ sẽ tin sao? Bọn họ sẽ chỉ nói Tiết Thanh Bích ta tham sống sợ chết, không dám ứng chiến. Lý Man Thanh, ngươi đã muốn làm người quân tử, tại sao không thừa nhận mọi chuyện? Năm đó thực sự là ta sai. Nhưng Lý Man Thanh ta có thể thề với trời đất, ta tuyệt đối không nhân lúc ngươi gặp nguy hiểm mà cưỡng ép thách đấu ngươi. Ta càng không thể phái người đi giết hại cả nhà ngươi. Lý Man Thanh à, Lý Man Thanh, bao năm qua ngươi vẫn giống như năm xưa, dám làm không dám nhận. Lý gia. Lý gia. Lý Man Thanh. Hôm đó ta quay về Lý phủ, liền nghe chuyện cả nhà Tiết gia bị giết. Ta lo ngươi gặp nguy hiểm, bèn lập tức đến. Tiết đại hiệp, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Trên giang hồ, đại hiệp nhân nghĩa ai ai cũng ca tụng, sao có thể thừa nhận hai tay của mình nhuốm máu tươi chứ? Có điều, bây giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa. Năm đó ta từng thề độc, ta phải lấy lại những thứ người lấy từ tay ta. E là Lý phủ bây giờ đã máu chảy thành sông rồi. Giết. Vâng. Lục soát. Bang chủ không tìm thấy người. Không tìm thấy. Ta sớm đã liệu được Nguyệt Thần Cung sẽ đối phó với Lý gia ta. Cho nên trước khi ta đến đây, ta đã sắp xếp xong xuôi cho người trong Lý phủ rồi. Vậy thì đã sao? Họ có thể chạy đi đâu? Sớm muộn cũng bị chết. Hôm nay ta muốn trước mặt các ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy ta lấy lại vị trí cũ như thế nào. Sau đó từng đao chém hết cả nhà Lý gia. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Thì ra ngươi mưu đồ lâu như vậy là ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm. Nhưng điều nực cười là ngươi lên kế hoạch bao năm, nhưng đến hung thủ thực sự sát hại cả nhà Tiết gia năm xưa là ai, ngươi cũng không biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tuyệt đối không phải Lý Man Thanh ta làm. Bây giờ ngươi không nhận,
Nhưng cũng không sao, vì cuối cùng người sẽ trở thành người chết. Thánh chủ, Lao Sơn Phái ta không muốn giang hồ tranh đấu. Ta giúp ngài bắt Lý Man Thanh như đã hứa là vì lấy lại Vô Vọng Phất Trần của ta. Bây giờ ngài có thể tuân thủ lời hứa, đem Vô Vọng Phất Trần trả cho Bị Phái rồi chứ? Vô Vọng Phất Trần nhỏ bé đã là gì? Được, bây giờ ta trả cho ngươi. Còn ai muốn lấy không? Cứ đến đây. Các vị võ lâm đồng đạo, Nguyệt Thần Cung vô tình vô nghĩa như vậy, lẽ nào mọi người muốn nhìn thấy một kẻ giết người như vậy nhất thống võ lâm giang hồ sao? Không được, không được để Nguyệt Thần Cung đặt thành gian kế. Mọi người cùng xông lên cứu Lý Man Thanh đại hiệp. Được. Một đám ngu dốt. Các ngươi thực sự tưởng là bảo các ngươi đến Nguyệt Thần Cung uống rượu sao? Từ giây phút các ngươi bước vào Nguyệt Thần Cung, các ngươi đã trúng độc hoa mandala rồi. Nguyệt Thần Cung ta vẫn luôn trồng hoa mandala. Còn cây mandala hoa vương này có thể thúc đẩy những hoa mandala khác phát tán độc hoa. Công lực càng cao thâm, hít vào càng nhiều. Thuốc giải trong tay ta. Nếu các ngươi quy thuận Nguyệt Thần Cung ta thì được sống. Nếu không thì hôm nay các ngươi đều chết hết ở đây. Độc này không phải không có thuốc giải khác. Thánh chủ, các ngươi đến làm gì? Bọn ta đến để ngăn chặn dã tâm của ông. Chỗ hoa mandala ở hậu viện đã bị bọn ta đốt hết rồi. Vốn tưởng rằng ông lòng dạ nhân hậu, chuyên thu nhận những thiếu nữ không có nhà để về. Không ngờ ông đã dã tâm thâm độc, lại dùng độc vong ưu để khống chế tỷ tỷ, còn giết ông bà ta. Thì ra ngươi là cháu gái của công tôn Vô Thắng. Các ngươi chưa chết sao? Sư tỷ, tỷ đừng nối giáo cho giặc nữa. Long ca ca, còn đến nữa ta sẽ giết hắn. Hôm nay ai cũng đừng mong phá hỏng kế hoạch của ta. Nếu các ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Không phải các ngươi có thể giải độc sao? Vậy được, ta để Long Giật thử trước kịch độc do hoa mandala chiết xuất, xem rút của các ngươi có thể giải hay không. Đợi đã, ta uống thay huynh ấy. Được. Vô Thương, ta muốn xem cháu gái của công tôn Vô Thắng có giống ông ta không? Có thể giải bách độc trong thiên hạ không? Vô Thương, muội đừng làm. Vô Thương, muội đừng quan tâm ta. Vô Thương. Viết Thành Bích, người coi thường tính mạng như vậy, ta làm được minh chủ võ lâm. Không cần vội, đợi lát nữa sẽ đến người. Vô Thương, Vô Thương. Vô Thương, muội đừng quan tâm ta, đừng làm bừa. Vô Thương, Vô Thương, Vô Thương. Vô Thương. Vô Thương, Vô Thương. Vô Thương, Lý Man Thanh, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Họ nói ông chính là Tiết Thanh Bích. Có phải thật không? Rốt cuộc ông là sư phụ ta hay là cha ta? Từ nhỏ ông luôn miệng nói với ta cha mẹ ta bị Lý Man Thanh giết hại. Vậy ông là ai?
Ta là ai? Thái Nguyệt, con qua đây trước đi. Đợi vi sư giải quyết đám người không nguyện thần phục này, ta sẽ giải thích với con sau. Rõ ràng ông không chết, sao lại phải giả chết? Rõ ràng ông là cha ta, sao phải giả làm sư phụ ta? Kẻ thành đại sự không nể tiểu tiết, chút hy sinh này đã là gì? Đã là gì ư? Vậy ông có từng nghĩ đến cảm nhận của đứa con gái này không? Nếu đã là con gái của Tiết gia, con buộc phải gánh vác huyết hải thâm thù của Tiết gia. Ta có thể chịu đựng, nhưng ông không nên lừa ta. Từ nhỏ ông đã để ta cảm thấy ta là một cô nhi không cha không mẹ. Ông có biết bao nhiêu lần lúc ta đang chịu đựng băng hỏa dày vò, hy vọng biết bao có một người thân ở bên cạnh. Ông có biết bao nhiêu lần ta hy vọng ta cùng chết với cha mẹ ta, thì sẽ không phải chịu đựng tất cả chuyện này. Nhưng ông là cha ruột của ta. Ông lại dương mắt nhìn ta chịu đựng sao? Đây chính là số mệnh của người làm con gái Tiết gia. Cha! 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 Thái Nguyệt! Thái Nguyệt! Cha, con sợ quá. Mẹ và cả ông bà đều bị người xấu giết rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Đừng giết ta. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Cha, con sợ lắm. Đừng sợ. Cha ở đây. Cha ở đây. Đừng sợ, Nguyệt Nhi ngoan. Đừng sợ, cha sẽ ở bên con. Đừng sợ. Đừng sợ. Thái Nguyệt, ta có lỗi với con. Ta biết đoạn ký ức này đối với con mà nói thực sự quá đau khổ. Cha cũng không muốn để con luôn sống trong ác mộng. Cho nên từ hôm nay, cha sẽ dạy con luyện băng hỏa thần công. Tuy con sẽ rất đau, nhưng có thể khiến con quên đi tất cả mọi chuyện trước đây. Con là con gái của Tiết gia, thân mang huyết hải thâm thù của 58 mạng người Tiết gia. Cha cũng không thể không làm vậy. Số mệnh. Số mệnh của ta chính là từ nhỏ sống trong một thế giới hư cấu của ông. Hàng ngày lời thề son sắc, nghĩ phải tìm Lý Man Thanh báo thù cho cha mẹ mình. Đây chính là số mệnh của ta. Nực cười quá. Hay, đúng là một vở kịch cảm động lòng người. Các vị, rốt cuộc các người có muốn biết là ai đã giết cả nhà Tiết gia năm xưa không? Là ta. Là Kim Vô Cấu ta, thay Thượng Quan Tiên Nhi đã làm những chuyện này. Lý Man Thanh, tất cả đều phải trách ngươi. Nếu không phải năm xưa ngươi vứt bỏ tiểu thư, sao tiểu thư có thể lưu lạc giang hồ được? Vốn dĩ ta muốn giết cả nhà Tiết gia, đem tội danh này giá họa lên đầu ngươi, hủy hoại cả đời ngươi.
Nhưng ta chưa từng nghĩ Tiết Thanh Bích lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Giấu tội hành của các ngươi đi. Những chuyện đến bây giờ như thế này cũng tốt. Làm rượu ngon không sợ cất rượu. Có thể nhìn thấy kịch hay như hôm nay, ta cũng coi như đáng rồi. Kìm vô cấu. Ông tưởng tất cả những gì ông làm, mẹ ta sẽ cảm kích ông sao? Thượng quan Tiên Nhi của ta. Thực ra chuyện đến nước này, nàng ấy có quan tâm hay không đã không còn quan trọng với ta nữa rồi. Tất cả những gì ta làm hôm nay là báo thù Lý Man Thanh, cũng là báo thù Thượng quan Tiên Nhi. Nếu năm đó nàng ấy vui vẻ đi theo ta, Kim Tiền Bang đâu đến nỗi rơi vào bước đường ngày hôm nay. Tất cả đều tại nàng ấy. Kim Vô Cấu, huyết hải thâm thù của Tiết gia hôm nay nên báo rồi. Kim Vô Cấu, trả mạng cho cha ta. Không tự lượng sức, hôm nay ta tiễn ngươi xuống gặp cha ngươi. Kim Vô Cấu, ngươi đã trúng độc chưởng của ta, sẽ chết nhanh thôi. Độc chưởng này ta biết. Cha, con đã báo thù cho cha rồi. Thiện Nhi cẩn thận. Đừng. Lý Man Thanh, ngươi xưng là tiểu lý phi đao thiên hạ đệ nhất, cũng chỉ vậy thôi. Thiện Nhi, Tiết Thanh Bích, đừng. Thiện Nhi,
Cha sao rồi? Thiện Nhi, tất cả mọi chuyện đều là từ ta mà ra. Có thể chết vì con, như vậy cũng tốt, cũng có thể yên tâm đi gặp Tiên Nhi rồi. Cha không thể chết. Cha từng nói muốn bù đắp cho con mà. Cha lại nói lời không giữ lời. Thiện Nhi, xin lỗi. Cha phải nuốt lời rồi. Cha, người hãy cố trụ. Người cố trụ, còn nghĩ cách cứu cha. Cha, Thiện Nhi, có thể nghe con gọi một tiếng cha trước khi chết. Ta dù có chết cũng không hối tiếc. Cha, Thiện Nhi, cha, cha. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Thiếu chủ tỉnh lại đi. Thiếu chủ. Tiết ra ra, giúp ta trông cha. Thiếu chủ. Tiết Văn. Ông thả ta ra. Ông thả ta ra. Ông thả Thái Nguyệt ra. Nàng ấy là con gái ruột của ông. Nó không chịu nghe lời ta, không chịu tận tay giết ngươi. Ta không nhận đứa con gái này. Quay đầu đi. Nhân lúc tất cả còn kịp. Bây giờ đã không kịp nữa rồi. Ta đã không còn đường lui nữa rồi. Lý Hoài, bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Một là ngươi ở trước mặt ta tự sát tạ tội. Hai là ta tận tay giết nó, để nó chết trước mặt ngươi. Ông ta đã muốn ta chết như vậy. Được, ta sẽ thành toàn cho ông. Thái Nguyệt, con không được chết. Đại thù chưa báo, con chết như vậy có xứng đáng với liệt tổ liệt tông Tiết gia chúng ta không? Ta xin ông tha cho Thái Nguyệt. Ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì. Ông đem linh cữu của Lý Chính đi đâu rồi? Lý Hoại, người vừa nói cái gì? Chỉ cần ông tha cho Thái Nguyệt, ta đồng ý mọi điều kiện gì của ông. Được. Nếu đã vậy, bây giờ ngươi hãy giết Vương Khả Khả đi. Sao thế? Ngươi không nhẫn tâm sao? Thái Nguyệt, con nhìn Lý Hoại đi. Trong lòng hắn vốn dĩ không có con. Người hắn thích là Phương Khả Khả. Ông tha cho bọn ta đi. Ông giết ta là được. Bây giờ con vẫn không thể chết. Con là công cụ tốt nhất của ta để đối phó với Lý gia.
Tập 42. Người hãy tha cho bọn họ đi. Người giết mình con là được rồi. Người bây giờ chưa thể chết. Người là công cụ tốt nhất giúp ta đối phó với đám người của Lý gia. Lý Chính, Lý Chính. Đây chính là phần đại lễ ta tặng cho các ngươi. Lý Chính, giết chết bọn họ đi. Người đừng nói chuyện. Người hãy giữ chân khí, bây giờ người đừng nói gì cả. Thái Nguyệt. Thái Nguyệt. Phụ thân, ta biết con hận ta. Con hận ta ép con luyện công. Nhưng mà mấy chục mạng người của Tiết gia, mỗi ngày bọn họ đều bám giết lấy ta, hét lớn với ta, thay ta báo thù, thầy ta báo thù. Nhưng người đã hận nhầm người rồi. Nếu như không phải Lý Man Thanh, Kim Vô Cấu căn bản không có cơ hội. Hắn không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì hắn mà chết. Lý gia tội không thể tha. Lúc người ép con gái ruột của mình luyện hỏa băng thần công, lúc người nhìn thấy con gái mình phải chịu đau khổ dày vò, người có chút lòng trắc ẩn nào không? Người có từng đau lòng cho cô ấy không? Có. Ta đau lòng. Con là đứa con gái duy nhất của ta, là người thân duy nhất trên đời này của ta. Nhưng nếu con đã là con gái của Tiết gia, thì phải chịu đựng sự dày vò và đau khổ này. Nhưng bây giờ ta đã hối hận rồi. Nếu như có thể, ta hy vọng con có thể sống cuộc sống tự do tự tại trên đời này. Tất cả những đau khổ kia, tất cả sự dày vò kia, hãy để một mình ta chịu đựng. Còn có thể gánh vác tìm lại công đạo cho Tiết gia. Nhưng người không nên lừa con. Người không nên xóa đi tất cả ký ức của con. Người khiến con cảm thấy 20 năm nay con ở trên đời này không có người thân. Người khiến con cảm thấy bản thân con là một cô nhi. Bởi vì hận thù của người, người đã hủy hoại tất cả mọi người, người có biết không? Xin lỗi con, Thái Nguyệt. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, ta hy vọng không xảy ra tất cả những chuyện này. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã muộn rồi. Ta hy vọng sau khi ta chết, con có thể cùng Lý Hoại quyết đấu một trận công bằng, không liên quan gì đến sinh tử, không liên quan gì đến hận thù. Ta muốn nói cho người đời, Tiết Thanh Bích ta không thua Lý gia. Thái Nguyệt, con có thể đồng ý với ta không? Con hứa với phụ thân đi. Đây là yêu cầu cuối cùng của phụ thân trước khi chết.
Con cũng không chịu đồng ý sao? Người đừng ép con. Ta sẽ chết không nhắm mắt đấy. Vâng. Con hứa với người. Con hứa với người. Thái Nguyệt. Thái Nguyệt. Nếu như có thể, ta hy vọng con. Ta hy vọng con có thể tiếp tục sống, sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Sống thật tốt. Cha, người tỉnh lại đi. Người tỉnh lại đi. Con chỉ vừa mới có một người thân ở trên đời này. Người tỉnh lại đi. Phụ thân. Phụ thân. Lý Hoại, chàng thế nào rồi? Chàng thế nào rồi? Được. Nếu như các ngươi đã muốn chết cùng nhau, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Các ngươi mau đi đi, mau đi đi. Chuyện đã đến hôm nay, muội còn muốn bảo vệ hắn sao? Muội vì cứu hắn, đến sinh tử của bản thân cũng không thèm để ý sao? Không. Lý Chính, từ sau khi ta tỉnh lại, ta đã bị huynh làm cho cảm động rồi. Tim của ta đã ở trên người huynh rồi. Cho nên ta không thể để huynh đã sai càng thêm sai. Muội chỉ cảm động vì ta thôi. Chỉ khi nào hắn chết, ta mới có thể hoàn toàn quét sạch hắn ra khỏi tim của muội. Lý Chính, huynh sao vậy? Độc trên người ngươi, ta đã giải giúp ngươi rồi. Hoan nghênh gia nhập Nguyệt Thần Cung.
Đừng quên ước định giữa hai chúng ta. Thuốc giải của vệ hồn cổ. Còn có vị trí chủ nhà của Lý gia. Người yên tâm, lời ta từng nói nhất định sẽ làm. Có điều, người thế này ngồi lên vị trí của chủ nhà Lý gia, người cảm thấy có thể ngồi vững không? Giang hồ này vốn dĩ chính là nơi cá lớn nuốt cá bé. Xích viêm cổ này có thể khiến người nội công tăng mạnh trong một thời gian ngắn, khiến người có thực lực so tài cao thấp với Lý Hoại, tiếp tục yếu đuối, hay là lập tức trở nên lớn mạnh. Tự người lựa chọn đi. Xích viêm cổ này có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn nâng cao nội lực, cũng có thể khiến ngươi dần dần mất đi ký ức, cuối cùng biến thành một cỗ thi thể biết đi. Ta luôn luôn đối kháng với xích viêm cổ trong người ta. Sợ rằng ta không thể kiên trì được nữa. Huynh hãy gắng gượng, huynh hãy gắng gượng đi. Thủy vô thương nhất định có thể giúp huynh giải xích viêm cổ mà. Không kịp nữa rồi. Xích viêm cổ này một khi không chịu khống chế sẽ phản vệ, cuối cùng là chết bất đắc kỳ tử. Lý Chính, đáng thương làm sao. Cả đời này của ta đều sống trong âm mưu của người khác. Thật không dễ dàng. Muốn một lần tính kế vì bản thân. Không ngờ thông minh ngược lại bị thông minh hại. Lý Chính, Thực ra ta luôn đố kỵ với huynh. Ta đố kỵ vì sao tất cả mọi người đều giúp huynh, đều thích huynh. Người nên đố kỵ thực ra là ta. Ta sống trong lời nói dối bao nhiêu năm nay, ta không biết bản thân rốt cuộc là ai. Huynh đố kỵ với ta. Huynh đố kỵ với ta cái gì? Mẫu thân ruột của ta chăm sóc huynh hơn 20 năm. Trước khi bà ấy chết, đến gặp mặt bà ấy lần cuối ta cũng không được. Huynh đố kỵ với ta cái gì? Đệ biết không? Bất kể đệ có phải là con trai ruột của Đức An công chúa hay không, thì đệ vĩnh viễn ở trong lòng bà ấy là đứa con trai bảo bối của bà ấy. Từ sau khi đệ xảy ra chuyện, bà ấy vì lo lắng cho đệ mà mất đi thần trí. Lần trước ta đi thăm bà ấy, bà ấy nhìn ta, nhưng miệng lại gọi tên Chính Nhi. Chính Nhi của ta đâu? Bà ấy vẫn đợi đệ quay về. Mẫu thân, con xin lỗi. Lý Hoài, đại ca, đệ xin lỗi. Ta muốn tùy hứng gọi huynh là đại ca. Cơ
Khả Khả, xin lỗi muội, ta không giữ lời hứa. Không thể, không thể ở bên muội cả đời. Lý Chính, Lý Chính. Huynh nói, Huynh nói đi. Lý Chính, Lý Hoại, Lý Chính, Lý Hoại. Lý Hoại, Lý Hoại, Lý Hoại, chàng tỉnh lại đi, Lý Hoại, tỉnh lại đi. Ta đang ở đâu? Lẽ nào ta sắp chết rồi sao? Đại phu, chàng ấy sao rồi? Cậu ấy trúng độc của xích cổ, lão phu cũng hết cách rồi. Tiết cô nương, cô dự định làm thế nào? Giang hồ đồn rằng trên núi Trường Bạch có một vị ẩn sĩ, là một vị thần y. Chỉ cần ông đồng ý trả giá, ông ta có thể giúp ông chữa bệnh. Ta muốn đưa Lý Hoại đi thử xem. Đường tới núi Trường Bạch xa xôi, nhưng không biết lời đồn này là thật hay giả. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng quyết không từ bỏ. Bá phụ nghỉ ngơi một lát đi. Nào. Vô Thương, muội tỉnh rồi à? Nào, lại đây ngồi. Vô Thương, muội sao rồi? Uống ngụm nước đi. Ta sao vậy? Không phải ta uống thuốc độc của hoa cà độc dược sao? Đúng vậy, muội vẫn còn nhớ có một hôm chúng ta đi tìm hoa cà độc dược, chúng ta tìm thấy viên ngọc kỳ lạ này,
Ở trên người con rắn kỳ quái không có mắt đó, thì ra viên ngọc này có thể giải được độc của hoa cà độc dược trên người muội. Đó căn bản không phải là con rắn kỳ quái không mắt, mà là khắc tinh bách độc, rắn linh quỷ. Loại rắn này chuyên lấy vật có độc để làm thức ăn, xuất hiện ở bên cạnh hoa cà độc dược, không hiếm lạ. Chỉ là ta không ngờ là con rắn linh quỷ này đã bị các người đánh chết, lại có độc đơn. Cũng không biết nó đã sống bao nhiêu năm. Long ca ca, vị tiền bối này là... Vị tiền bối này là vốn là đại bá phụ của ta, tên là Đao Cuồng Long Vô Cực. Chào đại bá phụ, may có Lý Hoại, ta mới có cơ hội gặp lại người. Chỉ đáng tiếc Lý Hoại huynh ấy... Lý Hoại ca ca làm sao? Huynh ấy bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh, bây giờ tính mạng cũng ngàn cân treo sợi tóc. Ta phải đi thăm huynh ấy, không cần nữa. Thái Nguyệt đã đưa huynh ấy đi trường Bạch Sơn, muội hãy ở lại đây cố gắng nghỉ ngơi đi, có biết không? Chàng thật sự tỉnh rồi. Sao vậy? Sao tay lại lạnh như vậy? Ta tới từ biệt nàng. Từ biệt? Đi đâu? Ta cùng đi với chàng. Ta phải đi Diệt Na Phong. Nàng quên rồi sao? Nàng từng đồng ý giữa phụ thân nàng và ta còn có một trận quyết đấu công bằng sao? Bây giờ ta không quan tâm quyết đấu hay không quyết đấu, ta chỉ muốn chàng sống bình yên, ta chỉ muốn luôn ở bên cạnh chàng. Lý Hoại, Lý Hoại. Lý Hoại. Lý Hoại. Tỷ tỷ,
Vô Thương, Lý Hoại đâu rồi? Lý Hoại... Lý Hoại được Lý Tầm Hoan đại hiệp đưa đi trị thương rồi. Trị thương ư? Đi trị thương ở đâu? Thiết Gia Gia. Thiết Gia Gia, ông có thể nói cho ta biết Lý Tầm Hoan tiền bối rốt cuộc đưa Lý Hoại đi đâu không? Tiết cô nương, chủ nhân nhà ta từ trước tới giờ là xuất kỷ nhập thần, im hơi lặng tiếng, biến mất nhiều năm như vậy rồi. Ta thật sự không biết. Có điều, Tiết cô nương, cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ không có tin tức, cũng chính là tin tức tốt nhất. Chúng ta chỉ có nhẫn nại chờ đợi mà thôi. Không. Lý Hoại nói với ta, chàng ấy đợi ta ở Diệc Na Phong, chờ ta đi quyết đấu cùng chàng. Tiết cô nương, đó không phải là giấc mơ, đó là hẹn ước của ta và chàng. Ta bắt buộc phải đi. Thái Nguyệt, thực ra cô cũng không cần lo lắng. Ít nhất người cô đợi, huynh ấy còn có ngày trở về. Không giống ta, người ta đợi sẽ không trở về nữa. Vậy tiếp theo cô có dự định gì không? Đi tìm chàng ấy. Nếu như huynh ấy ở Diệc Na Phong, cô thật sự quyết đấu cùng huynh ấy sao? Thực ra ta cũng không biết. Chỉ là khi đó, lời hứa cuối cùng của ta với phụ thân. Nếu như cô thật sự yêu Lý Hoại, không nên từ bỏ. Cô hãy đi đi, đừng giống như ta. Đợi tới khi mất đi, mới thấy hối hận. Vậy còn cô, sau này cô có dự định gì? Thế sự vô thường, trên thế giới này không còn việc gì đáng để ta lưu luyến nữa. Ta dự định cắt đi 300 giây phiền muộn. Cùng Thanh Đăng còn có cổ Phật bầu bạn. Vừa hay cũng có thể vì phụ thân ta còn có Lý Chính siêu độ cầu phúc. Lý Chính, cuối cùng chúng ta cũng rời khỏi đây rồi. Long Giật, thật sự xin lỗi. Huynh không cần nói lời xin lỗi ta. Còn may lần này không gây ra lỗi lầm lớn. Nếu không thì ta nhất định là người không tha cho huynh đâu. Đúng rồi, sau này huynh còn có dự định gì không? Ta cũng không biết. Về Xiêm La trước đã. Ta sẽ cùng với người trong tộc cùng nghĩ cách, dù sao vẫn có thể tiếp tục sống mà. Có gì cần ta giúp, nhất định phải nói cho ta biết. Hai chúng ta cả đời này đều là huynh đệ, ta sẽ cố gắng để giúp huynh. Có biết không?
Bảo trọng. Thiếu chủ, cả nhà ngài khi sống không thể ở cạnh nhau, sau khi chết cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Hy vọng ngài tới đó có thể vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Thiếu chủ à, hôm nay lão nô tới để từ biệt ngài. Có điều ngài yên tâm, lão nô sẽ thường xuyên tới thăm ngài. Công chúa, cáo từ. Chính Nhi, Chính Nhi về rồi sao? Công chúa, thiếu gia sẽ về ngay lập tức thôi. Thật sao? Tốt quá, tốt quá rồi. Lan Hương, cô có thể chăm sóc tốt cho công chúa không? Xin thiết đại quản gia yên tâm, công chúa từng có ơn lớn với ta. Nếu như không phải là người, ta đã sớm chết đói ngoài đầu đường rồi. Sau này ta nhất định sẽ không rời người một bước. Ở bên cạnh công chúa, đức an công chúa xin nhờ cả vào cô đấy. Cô cũng cố gắng chăm sóc bản thân nhé. Công chúa, cáo từ. Mưa to quá, chúng ta về thôi. Vâng, thưa công chúa. Vô Thương, sau này Nguyệt Thần Cung giao lại cho muội. Phụ thân ta mất rồi, Tiết Văn cũng đi theo rồi, chỉ còn lại mấy cô gái bơ vơ không nơi nương tựa. Sau này giao cho muội chăm sóc. Yên tâm đi, muội sẽ cố gắng chăm sóc họ. Vô Thương, sao vậy? Công tôn tiền bối, được rồi. Chuyện này không liên quan gì tới tỷ. Muội biết lúc đầu tỷ cũng là bị người ta lợi dụng mới làm như vậy thôi. Hơn nữa hung thủ bây giờ đã bị đền tội rồi. Vì vậy muội tin rằng linh hồn ông bà nội muội cũng không trách tỷ đâu. Xin lỗi. Tỷ tỷ à, mãi mãi đừng nói lời xin lỗi với muội nhé. Chúng ta mãi mãi là người một nhà. Đúng. Chúng ta là người một nhà. Tỷ tỷ à, tỷ nhất định phải cùng với Lý Hoại so tài một trận sao? Đây là di nguyện của phụ thân ta trước khi lâm chung. Không có cách nào khác. Có lẽ đây là ta và Lý Hoại, là số mệnh giữa ta và huynh ấy. Muội không tin số mệnh gì cả. Muội chỉ muốn hai người đều bình an. Long Giật, sau này Vô Thương giao cho ngươi. Ngươi giúp ta cùng lo liệu Nguyệt Thần Cung nhé. Cô yên tâm, ta thấy Nguyệt Thần Cung âm khí quá nặng, dự định sau này tuyển thêm một số đệ tử nam đấy. Nói gì vậy, Nguyệt Thần Cung chỉ tuyển nữ đệ tử thôi. Thực ra ta cảm thấy đề nghị của Long Giật rất hay đấy. Hai người hãy nhớ, Nguyệt Thần Cung chỉ có một quy định, đó là giúp đỡ cho những người bị nạn trong thiên hạ.
Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Nếu như Tiết cô nương còn không đi, e rằng chúng ta sẽ ngăn cản cô và Lý Hoại so tài đấy. Không đi được thì không đi nữa, muội chỉ mong sao bọn họ không thi tài thôi. Vô Thương, ta cảm thấy Thái Nguyệt so tài với Lý Hoại cũng không nhất định là chuyện xấu gì. Đây chỉ là so tài võ nghệ thôi, giữa quân tử mà. Nói không chừng còn có thể trở thành một chuyện tốt trên giang hồ. Ta đi đây. Bảo trọng. Sao vậy? Vì sao lại thở dài? Muội chỉ đang nghĩ hai người họ so tài, rốt cuộc thì ai thua ai thắng? Người thua nên làm thế nào? Điều này đối với bọn họ mà nói, ai thua ai thắng không quan trọng chút nào. Quan trọng nhất là bọn họ bắt buộc phải đấu. Đúng rồi. Tiếp theo muội định làm thế nào? Chấn hưng lại Nguyệt Thần Cung. Vậy sau khi chấn hưng lại Nguyệt Thần Cung, sau đó muội sẽ tiếp tục giúp đỡ mấy người cần giúp đỡ. Vậy sau đó nữa có sắp xếp gì không? Sau đó nữa ư? Sách y học mà ông bà nội để lại muội đều chưa nắm được toàn bộ, muội nhất định phải tăng cường luyện tập. Ta muốn nói là ta, là về ta ấy. Về huynh à? À, Long ca ca, huynh yên tâm, tất cả mọi bí mật võ công ông bà nội để lại muội đều cho huynh xem hết. Ta không nói chuyện này. Vậy huynh muốn nói gì? Như vậy Tiết Nữ Hiệp, Tiết Thái Nguyệt đã tới Diệp Na Sơn. Vậy Tiết Nữ Hiệp rốt cuộc có tìm thấy Lý Đại Hiệp không? Đúng vậy, rốt cuộc có quyết đấu hay không vậy? Ta không hy vọng bọn họ ai thua ai thắng, chỉ hy vọng bọn họ có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi thôi, sẽ không rời xa nhau nữa. Nghe ta nói đây. Giang hồ đồn đại Tiết Nữ Hiệp ở trên Diệp Na Sơn thật sự tìm thấy Lý Đại Hiệp, đồng thời còn tiến hành quyết đấu. Thật sự quyết đấu sao? Là thật hay giả vậy? Có người nhìn thấy không? Cuối cùng là ai thua ai thắng đây? Năm năm rồi. Ta tìm chàng đã 5 năm rồi. Cuối cùng nàng tìm thấy rồi, có phải không? Vậy chàng còn nhớ, chàng nợ ta một trận so tài không? Ta đã chuẩn bị xong rồi. Tới đây nào. Không có ai biết trận so tài đó ai thua ai thắng. Chỉ là sau này có người từng ở trong sơn cốc tách biệt với thế giới bên ngoài, nhìn thấy bọn họ. Mẫu thân, hoa tặng cho người. Hoa đẹp như vậy là ai tặng vậy? Là phụ thân tặng. Đẹp không? Đẹp lắm. Nào, đi thôi. Chúng ta về nhà thôi. Đi thôi. Chơi có vui không? Rất vui vẻ. Có vui không, Phạm Đoàn?